Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình trong ngày hôm nay. Nội dung của video ngày hôm nay á thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm như thế nào mà mình có thể phát hiện được là em cá của mình đang mắc cái bệnh nấm đốm trắng trên người, những cái đốm trắng mà nó nhỏ li ti đó các bạn, thì Việt Nam mình hay gọi là bệnh nấm. Và cái cách mình chữa trị nó như thế nào mà là nó đơn giản nhất và cũng như là nó hiệu quả nhất. Trước khi mình vào chủ đề ngày hôm nay á, thì mình muốn nói sơ qua về cái nguyên nhân là tại sao con cá lại mắc cái bệnh đó. Nguyên nhân á, thì nó sẽ có hai nguyên nhân phổ biến nhất. Nguyên nhân đầu tiên là khi mà các bạn dùng nước mà nó không có rõ nguồn gốc và cũng như là không được sạch sẽ, như những nguồn nước lấy từ sông suối ao hồ, là nguồn nước mà nó chứa rất là nhiều những cái nhân tố mầm bệnh ẩn chứa sẵn ở trong đó. Cho dù các bạn có lọc hay là qua xử lý như thế nào cho nữa, thì cái nguồn nước lấy từ sông suối ao hồ nó có tỷ lệ làm cho cá của bạn mắc những cái bệnh nấm đốm trắng rất là cao. Nên khi mà các bạn dùng nguồn nước lấy từ sông suối ao hồ thì các bạn dẹp qua một bên, dùng cho mình nguồn nước giếng hoặc nước máy là tốt nhất. Đừng bao giờ lấy những nguồn nước đó từ sông suối ao hồ để nuôi cá nha các bạn. Và nguyên nhân thứ hai đó chính là khi mà các bạn mua một em cá đang mắc bệnh sẵn ở trong người và các bạn mang về nhà, bạn thả vô trong hồ cá và các bầy cá của bạn hoàn toàn khỏe mạnh, không có gì hết, thì cái em cá mắc bệnh đó nó sẽ lây lan cho nguyên một bầy luôn. Bảo đảm cho bạn là nó lây lan nhanh cực kỳ, chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày là nguyên bầy của cá của các bạn dính hết, bảo đảm luôn. Lý do tại sao cá mà bạn mua ở ngoài tiệm cá kiểng á nó lại dính bệnh như vậy? Lý do cũng rất là đơn giản thôi các bạn, là tại vì á, các bạn để ý kỹ nha, hầu hết tất cả những người bán cá kiểng á thì người ta sẽ không bao giờ chú tâm chăm sóc cho từng loại cá cũng như là tất cả luôn. Và người ta sẽ không biết được cái nguồn gốc cá đó nó có khỏe, có tốt hay không, hoặc có mắc bệnh hay không. Thì vì người ta mua số lượng nhiều mà các bạn, người ta đâu có thể xem từng con được. Và nếu một người nào mà thường mà gọi là quan tâm chăm sóc cho cái tiệm cá của người ta đến từng hồ cá một á, thì người ta sẽ bắt buộc phải cách ly những con cá mới mua về và nhỏ thuốc và diệt cái nguồn bệnh là những cái nấm đốm trắng đó trước khi người ta cho vô cái hồ kiếng, thì nó sẽ đảm bảo hơn cho những người mua cá là cá của người đó sẽ không mắc cái bệnh đó. Nhưng mình thấy thì ngay cả bên Mỹ này nữa, mình vô những cái tiệm bán cá lớn á, mình vẫn thường xuyên hay gặp những em cá mà nó có mắc bệnh đã sẵn trong người. Và khi mà nó bị nhiều quá, lan ra rất là nhiều, thì cái người ở đó chăm sóc thì người ta phải dùng thuốc, người ta chữa trị. Đó là lý do tại sao mà cá của bạn nó rất là dễ mắc cái bệnh này và cũng như là nó lây lan rất là lẹ. Bây giờ thì mình sẽ nói đến vấn đề đầu tiên là làm như thế nào mà mình có thể phát hiện được con cá của bạn nó đang mắc cái bệnh này, hoặc là nó có triệu chứng là mớm mới bắt đầu mắc cái bệnh này. Cái triệu chứng đầu tiên mà các bạn dễ nhìn thấy nhất đó là cái tốc độ linh hoạt của con cá. Bình thường con cá nó sẽ bơi với cái tốc độ linh hoạt là lên cao xuống thấp tùy theo những cái con cá nó bơi theo vùng nước khác nhau nha các bạn. Giống như những em mà bơi cá vùng nước cao á thì các bạn thấy nó sẽ lờ đờ bơi xuống thấp, hoặc những em cá bơi xuống thấp thì sao nó bơi lên mặt nước, nó lấy nước liên tục, có nghĩa là lấy hơi á. Thì đó là các bạn phải chú ý những cái điều đó, tại vì khi một con cá nó đang mắc một cái bệnh nào đó thì cơ thể của nó suy nhược và nó sẽ không cảm thấy thoải mái và nó sẽ lờ đờ là một. Và thứ hai nữa là nó sẽ trốn tránh những con cá khác vào một góc nào đó. Các bạn phải chú ý cho mình những điều đó. Và nó biếng ăn nữa, đó là một điều rất là quan trọng. Biếng ăn, lờ đờ và không linh hoạt. Các bạn chú ý cho mình ba điều đó là các bạn có thể đoán được là con cá đó đang mắc bệnh. Và các bạn hãy xa lánh những con cá đó. Và tuyệt đối đừng bao giờ mua những em cá đó ở ngoài tiệm bán cá. Còn nếu mà các bạn thấy cá của mình ở nhà mà bị bệnh đó thì các bạn cách ly nó ra. Đừng có nuôi chung với những con cá khác nữa. Nó là dễ lây lan những cái bệnh của trong người con cá đó sang con cá khác. Và thêm một điều nữa để phát hiện là con cá của bạn nó có cái bệnh nấm đốm trắng hay không, đó chính là cái biểu hiện của con cá là nó hay lao cả cơ thể nó vào một cái vật gì cứng như hòn đá. Các bạn tưởng tượng đây là hòn đá đi, là nắm đấm của mình à, con cá đây. Nó cứ lao xuống, nó trườn cái người nó vô, giống như là mình gái ngứa vậy đó. Thì cái bệnh nấm này nó sẽ làm cho con cá rất là khó chịu trên cái cơ thể của nó. Cá thì nó đâu có tay đâu, thì sao mà nó gãi ngửa được. Thì dĩ nhiên nó sẽ phải kiếm một cái vật cứng gì đó để nó lao vô cơ thể của nó, để nó chà sát, để nó cảm thấy thoải mái hơn đó. Nên các bạn phải chú ý cho mình cái điểm này rất là quan trọng nha. Tại vì rất là nhiều những em cá nó ăn uống sinh hoạt bơi bình thường,
Nhưng mà các bạn đột nhiên thấy nó cứ lao vô cái một cái miếng đá hay là cái thành hồ hay là một cái gì đó để nó cạ cái người nó. Thì các bạn phải chú ý đến điều đó và chuẩn bị cách ly nó ra cho một cái hồ khác để các bạn chuẩn bị phương thức để diệt cái loài nấm trắng trên người này. Tại vì cái đó là cái giai đoạn mà các bạn thường hay gặp nhất khi mà các bạn thấy một con cá nó bị cái bệnh là nấm đốm trắng trên người. Và đó chính là cái cách mà mình phát hiện ra được là con cá của mình nó có bị cái bệnh nấm đốm trắng trên người hay không. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phương pháp làm như thế nào mà mình có thể điều trị một con cá đang có cái bệnh nấm đốm trắng này trên người. Cái điều đầu tiên thì các bạn bắt buộc phải kiếm cho mình là gì? Đó chính là một cái nguồn nước sạch. Như các bạn đang thấy trên tay mình á, thì đây là một cái hồ cá cách ly loại nhỏ dành cho những em cá beta. Và khi mà có một con cá nào nó bị bệnh nấm đốm trắng trên người thì mình bắt buộc sẽ phải tách nó ra một cái hồ cách ly. Và trong cái hồ cách ly này á, thì bắt buộc mình phải dùng một nguồn nước cực kỳ sạch, có nghĩa là sạch nhất bạn có thể kiếm được. Tốt nhất là các bạn hãy dùng nước máy đi. Rồi sau đó các bạn xử lý cái nguồn nước đó bằng cách là khử đi clo, dùng những loại thuốc trung hòa để làm cho cái nguồn nước nó sạch sẽ và nó an toàn mà không có độc tố gì, để các bạn có thể bắt con cá của bạn cho vô cái hồ cách ly này để các bạn có thể chữa trị cái con cá của bạn. Và khi mà các bạn dùng cái hồ cách ly cũng như là nguồn nước thì các bạn đừng quên cho mình một điều, đó chính là muối hột nha các bạn. Nó tác dụng rất là tốt và các bạn phải nhớ là muối hột tinh khiết và hoàn toàn không có bất cứ một cái thành phần gia vị phụ nào nha các bạn, cũng như là màu sắc nữa. Muối hột tinh khiết 100% cho mình. Và các bạn nhớ là cho vừa đủ, đừng cho quá nhiều. Nó rất là dễ làm cho cá của bạn nó bị bệnh nặng thêm nếu bạn cho quá nhiều nha các bạn. Và khi mà các bạn đã có được cái nguồn nước an toàn rồi thì bước kế tiếp là cái gì? Thì dĩ nhiên là các bạn phải bắt buộc phải kiếm được một loại thuốc mà nó xử lý được cái bệnh này một cách tốt nhất. Thì thuốc mà mình xử lý cái bệnh này ấy, thì mình sử dụng hai loại. Đó, hai loại này thì mình rất là tin tưởng bởi vì mình đã dùng cái loại thuốc này lâu lắm rồi và mình thấy nó hiệu quả rất là tốt và không có phản ứng phụ cho tất cả những em cá mình đã từng nuôi. Thì loại thuốc đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là Melafix của hãng API. Thằng này á nó tác dụng rất là tốt và nó chiết xuất là 100% từ lá trà nha các bạn. Cực kỳ yên tâm, không có một tác dụng phụ dành cho của loại thuốc này. Và ngoại trừ nó giúp cho cá của bạn diệt được những cái mầm bệnh ở trong cơ thể con cá cũng như là vi khuẩn, và nó giúp cho con cá của bạn nó có thể tái tạo lại được những cái thành phần giống như là vết thương bị hở nè, vây bị thối nè, rách đôi, mọc lại mau và nhanh chóng nữa. Nó rất là tốt các bạn. Nên các bạn hãy cố gắng kiếm cho mình một loại thuốc của hãng API này, tên gọi là Melafix nha các bạn. Nó rất là tốt luôn. Và các bạn nhớ cho mình là các bạn phải coi đúng liều lượng nha các bạn, là đừng có cho quá. Tại vì các bạn biết đó, thuốc là thuốc, cho quá thì không bao giờ tốt. Thì giống như mình bị sốc thuốc, mình uống thuốc nhiều quá, mình sốc thuốc thì mình còn chết nữa, nói chi là con cá. Nên các bạn nhớ cho mình, mua nó nhưng mà kiểm tra kỹ là các bạn sẽ sử dụng được bao nhiêu. Còn nếu bạn nào mà không biết được cách sử dụng á, thì cứ việc nhắn tin cho mình thì mình sẽ hướng dẫn tận tình luôn nha các bạn, đừng có lo. Và có loại thuốc thứ hai mà mình cũng rất hay sử dụng nếu mà mình không kiếm được thằng Malefic đó chính là Alchemist. Thì các bạn nào mà theo dõi channel của mình thường xuyên thì các bạn sẽ biết là mình nói về thằng này rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì nó là 100% chiết xuất từ những thảo dược, có nghĩa là không qua những chất hóa học nào, chỉ là 100% chiết xuất từ thảo dược. Và ngoại trừ nó có tác dụng giống như thằng Malefic này thì nó còn có một tác dụng rất là tốt nữa, đó chính là nó sẽ giúp cho cơ thể con cá, những con cá nào mà nó đang mắc cái bệnh mà phù vảy ở trên người đó, có nghĩa là xù vảy đó, như các bạn đã biết rất là nhiều tên gọi khác nhau, thì thằng này nó giúp là diệt được những con vi khuẩn đó và giúp cho cá của bạn nó sẽ tạo ra được sức đề kháng cũng như là giúp con cá của bạn thoát được cái bệnh xù vảy trên người nữa, không chỉ cái bệnh nấm đâu các bạn. Nhưng một điều mà mình muốn các bạn phải cân nhắc khi mà các bạn sử dụng thằng Atomix này đó là điều gì? Đó là các bạn phải chú ý là liều thuốc của thằng này phải cân đo và đong đếm cho thật là chính xác. Tại sao? Tại vì thằng này nó rất là mạnh, nó giống như là một liều thuốc dành cho cá, nhưng mà cái tác dụng của nó rất là mạnh. Nếu mà bạn cho quá nhiều thì cá của bạn nó rất là dễ bị phản hệ và nó chết. Nó mạnh hơn thằng Malefix này rất là nhiều. Đó là lý do tại sao.
khi mà con cá của mình nó bị nặng lắm thì mình phải sử dụng nó. Còn nếu mà nó nhẹ nhẹ hoặc là mới xuất hiện được khoảng chừng chấm hay chấm nấm đốm trắng trên người hoặc là bị thối vây hay là gì đó thì mình sử dụng thằng Melafix này thôi. Mình không bây giờ sử dụng thằng này trừ khi con cá mình nó đang một cái trường hợp bệnh rất là nặng. Và ngoài ra thằng này nó có một tác dụng giống như là thuốc phiện vậy đó. Nó làm cho con cá của bạn nó phê luôn. Nó đang bơi bình thường đúng không? Bạn cho vô á mà nó nhiều một xíu á là con cá bạn nó đơ luôn, nó không có bơi, nó giống như bị chết á. Nhưng mà bạn yên tâm, nó chỉ kiểu như là bị ngất ngất xỉu thôi, giống như đang phê thuốc á. Sau một thời gian á thì nó sẽ bình thường là trở lại. Nên các bạn cứ yên tâm khi sử dụng cái loại thuốc này và đừng thấy làm lạ nếu mà cá của bạn nó đờ như vậy. Nhưng mà nhớ cho mình là đừng có bao giờ cho quá liều là không được, cá chết đó. Đó chính là hai loại thuốc mà mình thường xuyên sử dụng để dành cho những em cá mắc những cái bệnh là thường gặp như là bệnh nấm đốm trắng trên người. Và nếu mà các bạn không thể nào kiếm được hai loại thuốc này cũng như là những loại thuốc mà tương tự hai loại thuốc này thì các bạn có thể dùng cái phương pháp cuối cùng, đó chính là gì? Lá bàng. Lá bàng này các bạn có thể dùng nó giống như là một loại thuốc để diệt khuẩn cũng như là diệt được những loại nấm mà đốm trắng ở trên người, nhưng mình không có 100% là nói cho các bạn là thằng lá bàng này nó sẽ hiệu quả 100%. Tại vì á, cơ bản mà nói á, lá bàng này nó chỉ có tác dụng là kháng khuẩn thôi, chứ để diệt khuẩn mà diệt được những cái mầm bệnh mà nó có sẵn ở trên người á thì rất là khó. Nên khi mà các bạn sử dụng cái lá bàng này á để giúp cho các cá của các bạn diệt được các loại bệnh là nấm đốm trắng trên người á, thì các bạn hãy nhớ cho mình là các bạn bắt buộc phải sử dụng lá bàng đậm đặc một chút xíu nha các bạn, đừng có pha loãng quá thì nó sẽ không có tác dụng gì nhiều. Phương pháp cuối cùng là dùng lá bàng này á, là cái phương pháp cuối cùng thôi, có nghĩa là mình không thể nào mình kiếm được những loại thuốc kia hoặc những loại thuốc tương tự thì mình mới sử dụng. Và cái tác dụng của nó thì mình sẽ không bao giờ nói 100%, mình chỉ đoán được khoảng chừng 60 hoặc là 70% là nó giúp được cá của bạn diệt được cái loại nấm này. Nhưng mà mình khuyên các bạn là nên đi kiếm một cái loại thuốc mà nó tốt nhất dành cho cá của bạn, như là những loại thuốc mà mình vừa nói hoặc là những loại thuốc tương tự thì nó sẽ tác dụng tốt hơn nhiều thay vì các bạn dùng lá bàng. Nhưng nếu mà các bạn không có được những loại thuốc đó thì các bạn vẫn có thể dùng lá bàng. Đó chính là nội dung của video ngày hôm nay. Nếu các bạn nào mà có những thắc mắc cũng như là những câu hỏi dành riêng cho mình thì các bạn cứ việc là comment ở bên dưới. Và ngoài ra các bạn cũng có thể nhắn tin qua bên Facebook, fanpage của mình thì mình hứa sẽ trả lời một cách sớm nhất là mình có thể. Bạn đừng quên là bấm like và subscribe channel của mình để ủng hộ cho mình, để theo dõi những video mới nhất cũng như là khích lệ cho mình làm video mới ngày càng hay và phát triển tốt hơn nha các bạn. Và hẹn gặp các bạn trong một video mới kế tiếp mà hay nhất.